Xin chào các bạn, mình là Nga, đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Bưởi da xanh Bến Tre. Hôm nay sẽ hỗ trợ các bạn để lựa chọn cái trái bưởi chín và cái trái bưởi ngon phục vụ cho gia đình một cái bữa tiệc và làm quà tặng. Sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp Bưởi da xanh Bến Tre, các bạn sẽ nhìn thấy logo với chữ câu ốc và hình trái bưởi cắt bên trong, số hotline ở dưới. Thêm nữa, bên phía tay trái các bạn sẽ có một cái tem truy xuất nguồn gốc, và khi bạn dùng bởi cái phần mềm, bạn có thể quét được thông tin chi tiết đầy đủ về quy trình sản xuất việt ghép cũng như sơ chế đóng gói một cái trái bưởi đến tay người tiêu dùng. Cầm trái bưởi lên, các bạn quan tâm đến cái yếu tố túi tinh dầu. Khi bạn nhìn xung quanh cái trái bưởi với những túi tinh dầu nở căng như thế này thì bạn có thể đoán được cái độ chín là từ 8 đến 9 tuổi. Và khi bạn lật trái bưởi lên thì cái phần dưới của trái bưởi rất là căng và phẳng, đặc biệt là có một cái núm cuối cùng của trái bưởi hóa bần hình gỗ. Cái yếu tố đầu tiên là cân nặng. Khi mà bạn cầm trái bưởi nặng tay, càng nặng tay thì hứa hẹn một cái trái bưởi có cái ruột rất là ngon. Cái yếu tố thứ hai nữa là bạn quan tâm đến độ dày vỏ. Khi mà bạn nhìn cái vỏ có vẻ là mỏng, da căng, không bị sần sùi. Tùy theo trọng lượng và nhu cầu của mỗi hộ gia đình và nhu cầu quà tặng của bạn như nào, bạn sẽ lấy trái bưởi lớn hoặc trái bưởi nhỏ. Những cái trái bưởi từ 1,4 kg trở lên là có trọng lượng hơi lớn một chút, gọi là loại 1, thì các bạn có thể đưa vào cái hộp như thế này làm quà tặng trong những cái dịp lễ Tết hoặc là những cái quà biếu sang trọng. Đặc biệt đây là những cái sản phẩm mà sạch, không hóa chất, được bao trái tại vườn. Còn những cái trái bưởi nhỏ hơn một chút từ 1,4 kg trở xuống, có thể gọi là bưởi loại 2, các bạn có thể mua về hộ gia đình mình ăn la sét hoặc là ăn chất xơ thay thế rau củ quả cho các bé thì nó tiện lợi hơn về mặt kinh tế. Để cắt một trái bưởi thì đầu tiên các bạn phải loại bỏ phần vỏ màu xanh bên ngoài của trái bưởi. Tiếp theo là các bạn sẽ lột cái phần cùi màu trắng. Cùi trắng này nếu mà các bạn không lột thì sẽ rất là đắng, khi mà ăn phải thì sẽ bị the lưỡi, gọi là tê lưỡi. Sau khi lột xong, lột hết cái phần cùi trắng thì các bạn có thể là tách đôi trái bưởi và tách riêng từng múi bưởi ra. Tiếp đến, sau khi tách từng trái bưởi thì các bạn sẽ bỏ cái phần giấy của múi bưởi ra khỏi từng múi bưởi. Và đây là cái sản phẩm sau khi đã tách cái phần vỏ xanh, phần cùi trắng, và bạn sẽ nhận dạng bưởi da xanh Bến Tre bằng cách lật từng tép bưởi mà bạn không bị ướt tay, rất là ráo nước và mọng. Khi ăn thì có độ giòn, vị ngọt vừa, thanh không quá ngọt sắc.